Ngọc Linh và là một trong những thành viên tại Chuber. Ngày hôm nay trong video này, Linh sẽ giúp cho tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ hơn về một trong những dòng sản phẩm hiện tại Chuber đang phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam, đó chính là Galaxy. Nhưng trước khi đi vào phân tích dòng sản phẩm này thì hãy cùng Linh dành một chút ít thời gian để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về thực trạng xã hội hiện nay đang như thế nào nhé. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời hiện đại của thế kỷ 21, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trình độ y học ngày càng nâng cao và bên cạnh đó ý thức quan tâm bảo vệ sức khỏe chủ động của người dân cũng được cải thiện. Nhưng vấn đề bệnh tật không vì thế mà giảm đi, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao và số lượng người nửa ốm nửa khỏe ngày càng phổ biến hơn. Việc ăn các thức ăn nhanh, sử dụng đồ uống đóng hộp, các loại nước có ga, sinh hoạt không điều độ, ăn uống thiếu chất, ít vận động và sử dụng thuốc lá, rượu bia là những nguyên nhân chính dẫn đến các căn bệnh mãn tính hiện nay. Xương khớp, huyết áp, viêm gan, tiểu đường. Và ở Việt Nam, cứ khoảng 10 người tử vong thì có đến 7 người mắc bệnh mãn tính. Và ung thư vẫn luôn là mối quan tâm trên toàn cầu. Ung thư không phân biệt độ tuổi giới tính và ngày càng trẻ hóa. Hàng ngày cơ thể của chúng ta tiếp xúc với hơn 1.000 các loại hóa chất độc hại khác nhau. Và việc nhiễm độc cơ thể đến từ thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Trong sữa có melamin, trong hải sản có các loại hormone bảo quản tươi sống, cá tẩm ure, da cầm có thuốc tăng trọng. Các loại rau củ quả trái cây tươi sử dụng chất kích thích để nhanh chín. Bên cạnh đó, không khí, nguồn nước bị ô nhiễm, độc tố ở khắp nơi, không ai có thể tránh khỏi và con người dần trở thành thùng rác của thời hiện đại. Liệu rằng những chất độc đó có thực sự tàn phá đến cơ thể của chúng ta hay không? Nên mời các bạn cùng nhau xem một đoạn clip. Chúng ta dường như trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mảng bám trong ống trà. Chúng bám chắc trong cơ thể, sâu trong từng tế bào lục phủ ngũ tạng. Đây là những mảng bám độc tố đen xì bám chắc trong thận. Nó đều là những kim loại nặng, các độc tố hóa học tích tụ. Đây là huyết quản bị tắc nghiêm trọng bởi mỡ tích tụ, máu vón cục. Đây đều là những độc tố tích tụ sau một quá trình hình thành. Chuyên gia thanh lọc độc tố người Ukraine lấy các dữ liệu độc tố trong cơ thể khác nhau lên tới 3 đến 25 kg độc tố. Đó là các độc tố từ gan, mật, ống mật là 0,5 đến 5 kg. Các loại kim loại nặng như clo, chì, thủy ngân, nitrat khoảng 0,5 đến 2 kg. Bộ phận khác có thể đẩy ra muối vô cơ lên tới 3 kg. Độc tố đường ruột từ 1 đến 15 kg. Tuổi tác ngày càng nhiều thì độc tố ngày càng tăng, độc tố ngấm vào các cơ quan nội tạng, phá hủy tế bào, ngăn cản tế bào hấp thu các chất dinh dưỡng và chặn đường thoát của tế bào chết. Điều đó chứng tỏ rằng cơ thể của mình nhiễm độc rất nặng. Vậy liệu rằng chúng ta có giải pháp? Và sau đây là một số những giải pháp dành cho tất cả mọi người. Ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất, ăn những thực phẩm sạch, hạn chế ăn đường và những thức ăn chế biến sẵn. Uống đủ nước, hạn chế bia rượu, những thức uống có cồn, những loại nước có ga, sinh hoạt điều độ và bên cạnh đó luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Nhưng liệu rằng có bao nhiêu người có thể áp dụng đủ và duy trì đều các biện pháp kể trên? Vậy nếu những người mà không áp dụng đủ thì sao? Galaxy chính là câu trả lời cho bạn. Trong Galaxy có chứa 13 loại siêu quả, siêu thực phẩm và men vi sinh với công nghệ tách chiết enzyme độc quyền. Galaxy giúp đào thải độc tố và bổ sung vi chất cho cơ thể, giúp chống lão hóa da, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và giúp mịn màng hồng hào da từ bên trong, phòng tránh và hỗ trợ điều trị những bệnh u, ung, bướu hoặc những bệnh mãn tính không lây nhiễm, giúp ăn ngon, và ngủ sâu giấc. Vậy Galaxy phù hợp với những đối tượng như thế nào? Những người muốn giữ dáng đẹp da, những người biếng ăn, mất ngủ, rối loạn tiền đình, những người đang gặp vấn đề về xương khớp, tim mạch, huyết áp, viêm gan, tiểu đường, u, ung, bướu, những người muốn tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh, những người muốn cải thiện hệ tiêu hóa. Và để biết rõ và chi tiết hơn về dòng sản phẩm này, bạn hãy liên hệ với người chia sẻ thông tin này cho bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.